Hi, xin chào anh chị. Chào mừng anh chị đang xem video của kênh Mai Hoàng Hảo nha. Hiện tại thì em Hảo đang đứng ở tại là con đường DT784. Và đây là cái con đường kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Tây Ninh. Hôm nay em Hảo sẽ giới thiệu cho anh chị mình hai lô đất nha anh chị ha. Nằm ở địa chỉ là ấp 3 của xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Thì lô đất này có diện tích là ngang 6m và một lô thì ngang 7m nha anh chị ha. Gần với lại tuyến đường DT784 này, gần với lại trường học, trạm xá, rồi chợ, nói chung là đầy đủ tiện ích luôn anh chị ha. Thì ngay bây giờ em Hảo sẽ quay về phía trước cho anh chị mình xem được tổng quan chi tiết hơn ạ. Dạ anh chị, thì em Hảo đang đứng tại là con đường DT784 và đây là trường học cấp 1 ở tại xã Bầu Đồn nha anh chị ha. Đó, thì những các bạn học sinh cấp 1 đang ra về. Đó, rất là đông các bạn học sinh luôn chị ha. Đó. Và hôm nay thì em Hảo đứng đây để quay và giới thiệu cho anh chị em mình một cái lô đất, một cái sản phẩm rất là đẹp để anh chị em mình có thể là đầu tư nè, anh chị em mình có thể là xây nhà ở nè. Với diện tích thì ngang 6m và ngang 7m anh chị. Đó, gần với lại đường DT84 này. Và vị trí ở tại đây là ở ấp 1 của xã Bầu Đồn nha anh chị ha. Tuy nhiên thì lô đất của chúng ta thì sẽ là thuộc địa chỉ là ấp 3 của xã Bầu Đồn, thì sẽ di chuyển lên đằng kia xíu nha anh chị ha. Sẽ di chuyển lên đằng kia xíu thì tới ngay đằng xanh đèn đỏ anh chị mình rẽ trái là anh chị mình sẽ đi về với lại là cái đường xóm 4 Bầu Đồn anh chị. Đó, và ngay bây giờ thì em Hảo sẽ di chuyển từ ngay vị trí này đi đến một cái vị trí đất cho anh chị mình xem được tổng quan chi tiết hơn nha. Dạ anh chị, thì em Hảo đang có mặt ở trường tiểu học Bầu Đồn nha anh chị ha. Thì em Hảo sẽ di chuyển từ ngay trường tiểu học Bầu Đồn để đi đến vị trí đất cho anh chị mình xem được tổng quan chi tiết hơn nha. Rồi thì bây giờ thì chúng ta sẽ rẽ trái vào cái con đường này anh chị. Con đường này là con đường xóm Bố Bầu Đồn anh chị ha. Là cái con đường nối giữa hai xã Bầu Đồn và xã Hiệp Thạnh. Đó, con đường này thì có độ rộng là tầm khoảng là 8-10m. Mỗi bên là lộ giới tim đường, từ tim đường vào mỗi bên là 15m nha anh chị ha. Tổng cộng cái con đường xóm 4 Bầu Đồn này là tới là 30m nha anh chị. Và anh chị ơi, cái con đường này nối từ đường DT784 và đi ra quốc lộ 22B là tổng cộng cái con đường này dài là 12 km. Đó, và đường này thì đã có là đường điện 3 pha, đèn đường chiếu sáng nha anh chị. Đó, và cái lô đất của chúng ta là chỉ cách cái con đường này là chỉ có 60m thôi, rất là gần luôn anh chị ha. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong ấp văn hóa là ấp 3 nha anh chị ha. Đó, từ ở ngoài đường DT784 mình chạy vào tới đất thì sẽ tầm khoảng là một cây số thôi nha anh chị. Đó, khúc đầu đường ở ngoài kia anh chị mình thấy buôn bán rất là đông, là đó là gọi là chợ cũ của ấp 3 nha anh chị ha, ấp 3 Bầu Đồn. Đó, khi mà chạy vào tới đây thì anh chị mình sẽ có một cái thấy được một cái trường học nữa, gọi là trường tiểu học luôn. Đó, cũng là trường tiểu học luôn nha anh chị ha. Rẽ bên tay trái này nè thì chúng ta sẽ vào trường tiểu học. Đó, còn hai bên đường anh chị mình thấy nè, buôn bán kinh doanh rất là nhiều và đường này thì rất là phát triển, rất là sầm uất, dân cư rất là đông. Đó, rồi khi mà chạy tới đây thì chúng ta đã gần tới vị trí đất rồi anh chị ha. Con đường này là tương lai sẽ là đường cổng chính của khu công nghiệp Hiệp Thạnh anh chị ơi. Con đường này sẽ là tương lai là đường cổng chính của khu công nghiệp Hiệp Thạnh đây.
Khi anh chị mình chạy tới ngay chỗ mà dựa diêm Hưng Thu qua chỗ này nè anh chị. Đó, thì là anh chị sẽ đã tới vị trí đất rồi, gần tới vị trí đất rồi anh chị ha. Rồi, tới đây sẽ có một cái con đường là đường đất ở bên tay phải này, thì chúng ta sẽ rẽ vào. Con đường này thì rộng là tầm là 4,5 m đến 5 m nha anh chị ha. Đó, đường đó là rộng rãi luôn, xe hai xe ô tô là né nhau bình thường luôn anh chị. Rồi, chúng ta đã tới vị trí đất rồi anh chị ơi. Đây, đây là vị trí đất của chúng ta nha anh chị ha. Đó, chúng ta đã tới vị trí đất rồi. À, thì bây giờ em Hảo sẽ quay tổng quan cái lô đất này cho anh chị mình xem. Thì hiện tại em Hảo ở đây, em Hảo đang có hai nền nha anh chị ha. Thì hai nền này á, là cái nền này nè anh chị, diện tích nha. Cái nền này á, thì diện tích á, là ngang là 6 m. Cái nền kế bên là ngang là 7 m. Thì đầu tiên em Hảo sẽ nói chi tiết rõ ràng. Đầu tiên á, là cái con đường phía trước nha anh chị ha. Con đường phía trước á, thì độ rộng tầm khoảng là 4,5 m đến 5 m. Đó, đường thì rất là rộng rãi và thông thoáng luôn. Và hướng này nè anh chị, mình chạy đi ra ngoài đường Sớm Bố Bầu Đồn ở ngoài kia. Đó anh chị, con đường Sớm Bố Bầu Đồn ngoài kia ha, là chỉ có 60 m thôi, rất là gần luôn. Rồi, dân cư anh chị mình thấy nè, có dân cư ở ha, nhà dân ha. Đó, nhà dân đông đúc ha, cực kỳ đẹp luôn. Ở như Blay Cam thì anh chị cũng đã thấy đó, Blay Cam em Hảo có quay ở trên cao á, anh chị mình thấy vị trí đất rất là đẹp, gần đường nữa ha. Rồi, ở đây á, là thuộc địa chỉ là ấp 3 xã Bồ Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh anh chị. Đó. Thì cái lô đất này á, em Hảo đầu tiên em Hảo sẽ giới thiệu cái lô đất ngang 6 m trước ha. Thì lô đất này á, là đã có cắm ranh rồi anh chị ha, từ cái cột này, từ cái cột cái trụ này anh chị ha. Kéo ngang qua cái trụ bên đây. À, kéo ngang qua trụ bên đây là cái cột này, dài xuống dưới đây là 17 m anh chị, dài xuống dưới đây là 17 m. Phía sau là cũng một cái có con đường nữa nha anh chị ha. Phía sau đó là con đường này là đường đường kênh nước nhỏ, đường đường kênh nhỏ đó. Thì tới vị trí này là cuối đất của mình đó, từ cái cọc này anh chị ha, là phía sau đây là còn 2 m. Đó, là đường nha anh chị ha. Đường kênh nước nhỏ. À, đường kênh nước này thì anh chị mình có thể thoát nước ra được anh chị ha. Đó. Thì cái lô này em Hảo thấy anh chị mình có thể là xe trọ. Đó, có thể là xe trọ luôn nha anh chị. Đó, xe trọ mình thoát nước ra. Đó. Thì cái lô này á là ngang 6 dài 17. Đó, ngang 6 dài 17 nha anh chị ha. Ngang 6 dài 17. Ở bên đây nó ngắn hơn một xíu. Bên đây thì tầm 15 m. Đó. Còn kế bên là lô 7 m nha anh chị ha. Lô kế bên là 7 m. Và hai lô này đều có 100% thổ cư hết. Hai lô này đều có 100% thổ cư hết và giá nó bằng nhau hết trơn anh chị ha. Thì mỗi lô á giá là 550 triệu, còn thương lượng nhẹ nha anh chị ha. Còn bất lọc. Đó. Lô này thì được chiều ngang nó rộng hơn xíu là 7 m. Từ cái cột này anh chị. Từ cái cột này ha. Mình kéo ngang qua cái cột bên đây là 7 m. Đó, dài xuống dưới á, là tầm 15 m anh chị. Và đặc biệt đó là đất của mình á, là không có bị lộ giới. Và đất mình nó không có bị lộ giới nha anh chị ha. Và không có tranh chấp gì luôn anh chị. Thì em Hảo cũng đã xem xét kỹ càng và đã đo đạc hết trơn rồi. Đã đo đạc kiểm tra đất này là không có bị tranh chấp, cũng không có quy hoạch gì cả, cũng không có bị lộ giới luôn anh chị ha. Đó, ngang 7 m, dài 15 m. Giá là 550 triệu. Thì mỗi nền là 550 triệu. Cái nền bên kia là ngang 6 m, cái nền bên đây là ngang 7 m, gần với lại là tuyến đường tương lai sẽ là cổng chính của khu công nghiệp Thành. Đó nha anh chị ha. Đó là đường đó. Rồi, đường điện là có sẵn anh chị. Ở đây thì xài nước giếng khoan. Chạy vào trong kia tầm khoảng 3 cây số nữa thì mình sẽ vào khu công nghiệp Thành. Chạy ra thì là sẽ là đường DT 784.
À, vị trí rất là đẹp. Được rồi, nếu anh chị cô chú mình quan tâm về cái hai cái lô đất mà em Hảo vừa giới thiệu cho anh chị, là lô này ngang 6m, dài xuống á là 17m, lô kia ngang 7m, dài xuống á là 15m, giá là 550 triệu mỗi lô, và thổ cư là 100% sổ hồng riêng, sang tên công chứng trong ngày luôn anh chị ha. Sổ là sổ hồng riêng luôn nha anh chị. Đó, em Hảo có chèn lên cho anh chị mình xem đó. Đó, sổ là sổ hồng riêng luôn, hai sổ riêng biệt với nhau nha, không có lộ giới. Và đất rất là đẹp, đường thông thoáng, vị trí đẹp, đường điện tới đất. Đó, anh chị cô chú nào quan tâm thì hãy gọi cho em Hảo với số điện thoại là 0849 388 455 nha anh chị ha. Đó, em Hảo có để trên màn hình cho anh chị mình luôn. Rồi rồi ha, gọi cho em Hảo đi, em Hảo sẽ dẫn anh chị mình đi xem đất thực tế nè ha. Rồi dẫn đi gặp chủ để mình có thể là bàn bạc. Đó, thì cái lô đất này đó là chỉ bớt lọc thôi anh chị ha, không còn thương lượng nhiều. Rồi, có thương lượng thì chỉ là thương lượng nhẹ một xíu thôi, chứ không có thương lượng nhiều anh chị ha. Dạ rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Hãy bấm nút like, subscribe và đăng ký kênh với em Hảo nha. Và hãy nhớ là gọi cho em Hảo với số điện thoại là 0849 388 455 nha anh chị ha. Cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong video sau nha. Hẹn gặp lại anh chị. Đó, vị trí rất là đẹp luôn anh chị, cực kỳ đẹp ha. Rồi, chào tạm biệt anh chị nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.